ở đây có rất là nhiều con ngựa. Để tí nữa chúng ta sẽ phi ngựa nhá. Chào con Thảo đi. Chào. Mẹ con dâu Tây bây giờ sẽ được cưỡi ngựa nhá. Nào chúng ta lên ngựa nào, lên đây. Cháu lên trước ạ. Cháu lên trước, cháu sợ lắm bạn ạ. Có sao đâu, hai bạn. Ui. Nào đi ngựa thôi. Nào dâu Tây ngồi trên nhá. Rồi quay đi. Đi thôi em ơi. Mày sẽ đi nha. Đi thôi, đi ngựa thôi. Anh cứ đi con đâu. Xin chào. Tây nhà. Tây ơi, Tây ơi. Tây có thích không? Dạ. Con ngựa đấy, con ngựa mình màu gì nhỉ? Trắng đen. Trắng đen. Con ngựa rất là đẹp, có phải bờm trắng này. Ngựa này tên là Bông. À, con ngựa Bông. Con ngựa Bông màu trắng đen. Tây ơi nhỉ? Xin chào, bọn tớ đang đi ngựa đây. Con ngựa trắng đen tên là Bông. Anh lên trước anh quay. Đây là con ngựa của chúng ta, ông đang buộc vào. Đấy, ông sẽ buộc chắc con ngựa nha. Đúng rồi, đi thôi. Đi hái rau tây nha. Wow, trong này có rất là nhiều các cây nhá. Chắc là sẽ có rau tây đây mà. Đây. Ông đang giới thiệu cho chúng ta cái vòi tưới nước cho dâu tây nhé. Pha nước rồi, pha. Đi lên tìm xem quả dâu tây nào to nhất thì mình sẽ hái nhá. Con chó. Các bạn ơi, con chó đi theo ông kìa. Ừ, đúng rồi, có một con chó con đi theo ông. Ô, như có tay trái dâu tây để mà hái rồi. Ơ, à, một bạn chó con. Tây vào chú chó con, bạn mới làm quen được chú chó con ở vườn dâu tây. Đây chú chó con cứ chạy theo chị này, chạy theo chị đi. À, em bảo là vào chỗ dâm này cơ, em thích chỗ dâm này cơ. À, chạy thôi. Đáng yêu quá. Con chó con đây, các bạn có nhìn thấy không? Rất là xinh, các bạn đã yêu cho con nữa. Mới thai hồi vừa rồi. Chạy vào trong rồi. Hai bạn dâu tây đây. Chị các chị nè. Dù nhưng mà không thấy là chị giàu. Con chào con, nó rất là lưu luyến chị. Đây, nó cứ đi theo chị này. Các bạn nào thích chó con không? Này kia, chị đâu tay kia. Ba con chó con nha. Ơ, nó đi theo này. Cứ đi theo mày. Đấy, đi về đấy.
Vậy là chuyến hái dâu tây của chị dâu tây kết thúc bằng một chầu tạm biệt con chó con, đã đến đây là hết rồi. Con dâu tây chào các bạn nào. Chào các bạn, hẹn lại các bạn vào video sau mới. Bye bye, tạm biệt các bạn, bye bye. Bố. À, đi lên đây xem cái vườn hoa nào. Wow. Ui, bông này to nhở. Tôi thích bông này không? À, đây là hoa cẩm tú cầu. Đây có cả màu vàng nữa, thơm quá. Đấy. Đi thôi. Màu vàng nóng quá. Màu vàng nóng quá. Wow, to thế. Khéo khéo khéo, dẫm vào cái hố nhé. To thế nhở. Ừ, to thật đấy. Bông hoa này to thế nhở. Ừ. To thế cơ chứ. To thế cơ chứ. Đi thôi. Đi theo đoàn của chúng ta thôi. Dâu tây channel.